Sự trỗi dậy của robot sát thủ là không thể ngăn cản, cần phải có cách quản lý. Công nghệ robot ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự lo lắng không ngừng gia tăng về những hiểm họa mà chúng có thể mang lại. Đơn cử như sự ra đời của các vũ khí tấn công tự động được trang bị AI, những vũ khí thế hệ mới này đang vấp phải sự lo ngại lẫn phản đối ngày càng gia tăng từ nhiều chính phủ, nhà khoa học và các nhân vật có uy tín trên thế giới. Tháng 8 năm 2017, nhiều chuyên gia trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk đã viết thư ngỏ kêu gọi liên hợp quốc cần khẩn trương đối phó với trí tuệ nhân tạo được trang bị vũ khí, hay còn được gọi là robot sát thủ. Mới đây nhất, chủ tịch Microsoft đã lên tiếng cảnh báo về sự trỗi dậy của các loại robot sát thủ là không thể ngăn cản, đồng thời đề xuất một hiệp ước toàn cầu để quản lý việc sử dụng loại vũ khí tương lai này. Chủ tịch tập đoàn Microsoft Brad Smith khẳng định, việc sử dụng các hệ thống vũ khí giết người với khả năng tự tìm kiếm mục tiêu và phát động tấn công đã đặt ra một loạt câu hỏi thuộc phạm trù đạo đức. Đồng thời trở thành vấn đề cấp bách mà các quốc gia phải ưu tiên xem xét. Theo ông Press Smith, với sự tiến bộ chóng mặt của khoa học kỹ thuật, cụ thể là công nghệ kỹ thuật quân sự, những thiết bị không người lái giờ đây có thể hoạt động trên không, dưới mặt đất hay trên biển mà không cần hoặc cần rất hạn chế sự điều khiển trực tiếp của con người. Hiện tại, Mỹ, Trung Quốc, Israel, Hàn Quốc, Nga và Anh là những quốc gia đi đầu trong cuộc chạy đua phát triển các mẫu robot sát thủ vốn được tích hợp hệ thống vũ khí có mức độ tự động hóa đáng kể trong quá trình lựa chọn và tấn công mục tiêu